Tiền. Với lại ngược lại cách đàm sao được? Đàm được, ôi đàm tốt. Chỉ tội là cái xích lô ở trong nó cao mà. Cao. Nó cao hơn ngoài Bắc. Yeah. Nên là đối với anh chân dài thì rất ok. Nhưng mà nó cao đâm ra dễ đổ. Hơi ghê chỗ đấy. Chứ còn đàm thế xong người ta cứ lo là mình cũng giả tiền họ. Tôi sẽ giả. Đạp cho chân cẳng nó được thoải mái, nó được tập luyện. Và ở cái đường Trần Phú của Nha Trang nó được ven biển, rất là mát. Đạp nó hồi biết là nó có ở chỗ này, góc này này có một mấy ông bà bị điếc ngồi bán chả quạt rất ngon. Ở ngay đây, đây đi chỗ cái cây cột điện. Ừ, mà họ chỉ bán mỗi buổi trưa thôi. Buổi trưa thì một ông hai bà đều biết cả. Mình phải nói to và toàn là phải chỉ ra hiệu thôi. Mình muốn ăn cái gì là phải ra hiệu cái đấy. Và rất nhiều người mua với đến ăn mà cũng ngon lắm mà. Mà cái nhà họ bé tí mà bán quá ngon lắm rồi. Đây là
đấy, cái chỗ đây nó khoái, bây giờ tự nhiên nó khoái là uống cà phê xong tàu nó đi sát lên người. Bây giờ tàu chạy uống cà phê đấy, đi ngồi đấy uống, nên là tàu coi như là nó đi sát vào người, nó đi chậm lắm, nó đi có 15 km giờ. 20 vào đây nó chỉ được phép chạy 30 là thứ bảy chủ nhật lang thang và còn cái góc nào mà không biết.